bằng mình. Hay là mình cũng thử chụp bộ giống vậy ta. Em trời ơi, cái gì mà không có rùng rợn gì hết trơn. Ở đây sáng quá, sao mà kinh dị được. Hay là mình vô khu nhà ma ta. Ồ, không được, mình sợ ma lắm. Giờ sao đây? À, đúng rồi. Alo, chị Chi hả? Tại em nhớ chị quá cho nên là gọi cho chị á. Nhưng mà thật ra thì em cũng có chuyện thiệt. Ủa vậy hả? Ờ được rồi, thế em ghé đi nha. Dạ, lát nữa em qua nha. Ok chị. Ừ, ok chị đợi. Ủa, ai vậy em? Bé Vân kêu là muốn chụp bộ hình kinh dị. Gì? Bé Vân muốn chụp hình kinh dị hả? Ờ em chưa hiểu. Ủa sao ngộ ta? Bé này chưa đủ kinh dị sao giờ chụp hình kinh dị ta? Thôi vậy ta đi. Dạo này em thấy Vân nó sao sao á. Làm như cái này của nó nè. Ở trển. Đúng không? Ở đâu thì cũng không thể bằng anh được anh ạ. Sai rồi. Trời ơi, nhiều lúc á anh thả hồn của anh đi xa được xa đến chi. Để gọi là anh tìm ý tưởng. Nghệ thuật á phải có sự độc đáo thì nó mới vươn lên những đầu được. Em hiểu không? À rồi, ok nghệ sĩ nhá. Ok. Mèo 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 mèo. Mèo mèo mèo. Sao em đi nhanh thế? Hai người đang nói xấu em phải không? Không, ngồi đây, ngồi em, ngồi đây. À đâu có đâu, trời ơi anh nói. Dân dạo này coi như là rất phong cách đó. Rồi coi như là rất trẻ trung và xinh đẹp. Em có bí quyết gì thế? Ừ, thì em đi spa nhiều. Nhất là anh biết gì không? Có nhiều tiền đó anh. Nhiều tiền, không suy nghĩ gì hết. Cái trẻ hoài, đẹp hoài. Với lại á, em ít đi nói xấu sau lưng người ta lắm anh ơi. Cho nên đẹp hoài vậy hà. Đó, thấy không? Rồi, sao nãy phụ kia nào nói chị chưa hiểu lắm thì nào? Em muốn chị chụp cho em á, vừa rùng rợn nè, vừa âm mưu. Nhưng mà phải đẹp nha, phải đẹp mới được. À, em nghĩ chắc là bé muốn chụp giống dạng kiểu poster phim đúng không? Đúng, trời ơi, nãy giờ em nghĩ không ra. Sao? Nó đó, trời ơi, chị giỏi quá. Giống gì chị cũng biết á. Giống poster phim hả? Ừ. Là trông phải hoành tráng này, đẹp này, có một chút kiểu ma quái, rùng rợn, bí ẩn gì đó. Ê nhưng chị nói này, em muốn chụp như vậy thì rất là mất công. Bởi vì phải chuẩn bị về phục trang này, make up này, rồi ánh sáng các thứ. Nói chung là cũng cầu kỳ đấy. Trời ơi, đồ đạc em có đầy đủ luôn. Đồ trang điểm hả? Quá trang hả? Có luôn. Nè, đây. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây nữa. Trời đất ơi. Đầy đủ mọi thứ. Trước khi em ghé qua đây á, là em có mua sẵn đồ luôn á. Thấy em thông minh không? Ê, đầu tư rồi nha. Đầu tư á, được á. Thì bây giờ chị sẽ chuẩn bị hết cho em về ánh sáng này, hình ảnh này và bối cảnh để chụp ha. Ok. Ok, mình đi chụp. Dạ. Sao, có ưng không? Ê mà chị thấy em hợp cái style này nha. Em chụp nhanh ghê, có một xíu xong rồi ạ. Thì tại vì em thích đó cho nên là vô diễn một cái một luôn. Mà em thấy không, những cái ảnh đó chị chỉ cần thêm một chút xíu hậu kỳ nữa thôi là nó sẽ lung linh mờ ảo liền. Ừ, lần này á hả, em sẽ tổ chức một buổi hóa trang. Xong rồi em tung hình của em lên cho tụi nó lé con mắt luôn. À, hóa ra thì mới đi chụp hả? Đúng rồi. Ủa, anh nhớ là chưa tới Halloween mà. Ờ, đúng rồi đó. Thì cần gì tới Halloween. Mình thích thì mình tổ chức thôi. Thích thì nhích, đúng không chị? Công nhận. Hay là hai anh chị đi chung với em luôn đi cho vui. À, thôi. Hai chị em đi đi. Tiếc quá vậy ha. Thôi hai chị em mình đi. Mà em nói chị nghe nè. Ở trong buổi tiệc ở đó có nhiều anh cao, to, đẹp trai, ga lăng. Chị đi với em đi. Em giới thiệu cho chị khỏi chê luôn. Ê, anh sắp được. Có nghĩa là anh sẽ sắp được. Anh sẽ linh động về giờ giấc. Anh sẽ đi với hai người. Ha. Ok luôn.